xin được kính chào các bạn khán giả của Tech Trần TV. Như thường lệ, đây sẽ là khoảng thời gian dành cho những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam. Lúc này thì tôi đang có mặt ở một nơi không phải là studio quen thuộc của Tech Trần TV để đưa đến cho các bạn thông tin liên quan đến lễ ăn hỏi của Quang Hải cùng bạn gái Chu Thanh Quyền. Đây là cuộc tình đã không tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh mới nhất của ekip Tech Trần TV. Ngày hôm nay, mùng 1 tháng 1 năm 2024, diễn ra lễ ăn hỏi giữa Quang Hải và cô bạn gái Chu Thanh Huyền. Ngay từ sáng sớm, gia đình nhà trai đã tất bật chuẩn bị các công việc trước khi đi đón dâu. Trang phục của cặp đôi Quang Hải Chu Thanh Huyền trong lễ ăn hỏi và đón dâu đã được hé lộ. Giống như cách làm của hai người em Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My 2 tháng trước, Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ diện hai bộ áo dài trong buổi lễ ăn hỏi và xin dâu. Một bộ mang màu trắng nhã nhặn, một bộ đỏ truyền thống đằm thắm. Anh cùng gia đình sẽ đi đón dâu và làm lễ ở xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội. Dạp ăn hỏi đã hoàn thiện. Khu vực sân khấu đón khách được dựng sẵn 9 chiếc ghế để đặt 9 cháp lễ vật ăn hỏi do gia đình nhà trai mang tới. Dạp ăn hỏi của Chu Thanh Huyền được dựng tại sân của trường học cấp 2 gần nhà. Hiện bên trong đã trải thảm sạch và kê bàn ghế gọn gàng đón khách. Phần trang trí sân khấu theo concept dân gian với cánh cò sóng đôi, lấy màu hồng mộng mơ làm chủ đạo. Cách bài trí này tương thích với dạp ăn hỏi được dựng ở quê nhà trai ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội. Sau lễ ăn hỏi sáng ngày 1 tháng 1, Quang Hải sẽ đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà Đông Anh và tổ chức tiết đãi họ hàng, bà con lối xóm cùng các anh em đồng đội trong tiệc trưa ở gia đình chú rể. Anh đã hội quân sớm và tập luyện cùng với nhóm cầu thủ U23 Việt Nam vào hôm qua 31 tháng 12. Hôm nay, anh đã xin huấn luyện viên Chu Xie được phép nghỉ một ngày để chuẩn bị cho công việc cá nhân. Sự tích cực và chuẩn chỉ của Quang Hải đã thể hiện ý thức trong sinh hoạt, tập luyện và sự chuyên nghiệp của cầu thủ sinh năm 1997. Vào ngày 2 tháng 1, Quang Hải sẽ trở lại và tham gia rèn luyện, tập chiến thuật bình thường với đội tuyển Việt Nam. Với đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì sao? Quang Hải ngày hôm qua đã có mặt và các cầu thủ khác lúc này đang một số những cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam gặp những vấn đề. Đây là việc khiến cho huấn luyện viên trưởng Philippe Chuje rất đau đầu và phải gọi một số cầu thủ lên để bổ sung. Bùi Tiến Dũng cùng với Hồ Tấn Tài là hai cầu thủ mới được triệu tập bổ sung vào danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Sau khi lên hội quân, bộ đôi hậu vệ này đã được các bác sĩ kiểm tra y tế. Thật đáng tiếc khi Bùi Tiến Dũng đã gặp vấn đề về sức khỏe, dẫn đến không đủ thể lực để tập luyện và thi đấu. Trong bối cảnh đội tuyển chỉ còn 4 ngày nữa là lên đường sang Qatar tập huấn trước vòng chung kết Asian Cup 2023, nên huấn luyện viên Philippe Chuze quyết định trả Bùi Tiến Dũng trở về câu lạc bộ để nghỉ ngơi và điều trị hồi phục. Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã phải chia tay với tổng cộng 6 trường hợp. Ngoài Bùi Tiến Dũng, những chiến binh sao vàng tạm biệt Nguyễn Thành Trung và Hoàng Văn Toản vì chấn thương. Ngoài ra, Văn Lâm, Thanh Nhàn, Đức Chiến cũng phải rời đội tuyển vì lý do tương tự. Thủ môn Đặng Văn Lâm và hậu vệ Nguyễn Đức Chiến đều đang trong quá trình điều trị chấn thương cũ. Văn Lâm bị tổn thương gân Achilles, Đức Chiến bị tổn thương xương mu gạch ngang bên trái, trong khi Thanh Nhàn gặp chấn thương với cổ chân ở trận đấu mới đây giữa PVF CAND với Huế tại giải hạng nhất quốc gia. Dự kiến cũng phải mất khoảng 3 tuần mới có thể tập luyện trở lại. Sau khi tiếp nhận báo cáo từ các bác sĩ đội tuyển, huấn luyện viên Philippe Chuze đã quyết định thôi triệu tập lên đội tuyển đối với Văn Lâm, Đức Chiến và Thanh Nhàn. Nhà cầm quân người Pháp muốn đảm bảo an toàn cho các cầu thủ này, đồng thời mong muốn họ được có quãng thời gian nghỉ ngơi nhằm sớm đạt được trạng thái sung sức nhất, hướng tới lần hội quân vào tháng 3 năm 2024 để tiếp tục thi đấu vòng loại World Cup 2026. Hiện tại, quân số của đội tuyển Việt Nam đang là 32 cầu thủ. Tối 31 tháng 12, đội bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Riêng tiền vệ Quang Hải được nghỉ phép một ngày để làm đám cưới, sau đó sẽ trở lại đội tuyển để tiếp tục tập luyện. Với huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia, mới đây thì ông đã chia sẻ với báo chí về lý do ông nhận lời dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á. Đó chính là nguồn cảm hứng mang tên huấn luyện viên Park Hang-seo vào đội tuyển Việt Nam. Bóng đá Malaysia đang là điểm sáng của Đông Nam Á. Dù cho chưa giành được những danh hiệu từ lứa trẻ đến đội tuyển quốc gia, nhưng ở cấp độ cao nhất thì họ đang tiến những bước chóng mặt. Thậm chí Malaysia còn thể hiện tốt hơn ba cái tên cạnh tranh trong khu vực là Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. 13 trận đấu đã qua của năm 2023, Malaysia là đội giành nhiều chiến thắng nhất. Vượt trội phần còn lại, tại vòng loại Asian Cup 2023, Malaysia giành những kết quả tốt để có lần đầu tiên sau 16 năm vào vòng chung kết. Ở vòng loại World Cup 2026, nếu như Thái Lan, Việt Nam hay Indonesia chảy trận, thì Malaysia đấu 2 trận thắng cả 2 và dẫn đầu bảng. Phong độ ấn tượng ấy có sự đóng góp rất lớn của ông Kim Pan-gon, người từng nhiều năm làm Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc,
Và theo nhà cầm quân Hàn Quốc này, thì niềm cảm hứng để ông thành công tại Đông Nam Á chính là hai người đồng hương Park Hang-seo và Shin Tae-young. Trong cuộc chia sẻ mới đây trên FIFA Plus, ông Kim Pan-gon cho biết: "Tôi tự hào về những gì ông Park Hang-seo đã làm với Việt Nam và Shin Tae-young với Indonesia và làm việc ở Malaysia. Nhưng tôi tự hào đại diện cho Hàn Quốc. Bạn phải cảm thấy như mình đang thực hiện sứ mệnh để mở đường cho các huấn luyện viên khác đi theo." Sau thành công của hai ông Park và Shin, các huấn luyện viên Hàn Quốc được đánh giá cao ở Đông Nam Á. "Tôi hy vọng được thấy những đồng hương của mình có cơ hội làm việc ở những quốc gia có trình độ bóng đá và tính cạnh tranh cao hơn." Một người Hàn Quốc khác từng gắn bó với huấn luyện viên Park Hang-seo đó là thần y Cho Yoo-young, mới đây đã đồng ý nhận lời sang đội tuyển Indonesia để làm việc. Thông tin từ báo chí Indonesia, ông Cho Yoo-young ký hợp đồng ngắn hạn với Liên đoàn bóng đá Indonesia trong vai trò chuyên gia vật lý trị liệu của đội bóng xứ Vạn Đảo từ nay cho đến hết vòng chung kết Asian Cup 2023. Chuyên gia người Hàn Quốc đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để sát cánh cùng với đội tuyển Indonesia tham dự trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển này với Libya. Trả lời về việc làm việc cùng với Indonesia, thần y người Hàn Quốc chia sẻ: "Tuy tôi đã lớn tuổi nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Indonesia." Ông Choi Joo-young là bác sĩ thể thao nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ông từng nằm trong thành phần đội tuyển Hàn Quốc tham dự vòng chung kết World Cup 2002 dưới triều đại của huấn luyện viên Good Hiddink. Năm 2018, bác sĩ Choi đến Việt Nam làm trợ lý cho huấn luyện viên Park Hang-seo, góp sức trong thành công của Olympic Việt Nam tại ASEAN 2018 của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 và vòng chung kết Asian Cup 2019. Một số cầu thủ như Văn Hậu, Đình Trọng, Tuấn Anh, Trương Thị Kiều, Trần Thị Duyên đều được ông tham gia chữa trị. Tới năm 2022, bác sĩ Choi Joo-young chia tay đội tuyển Việt Nam. Ông về quê hương Hàn Quốc làm giám đốc Trung tâm Y học Thể thao và Trình hình Hàn Quốc trước khi đầu quân cho đội bóng xứ Vạn Đảo. Một đội tuyển khác ở Đông Nam Á đó chính là đội tuyển Thái Lan đã có bước chuẩn bị quan trọng cho Asian Cup khi họ sẽ gặp một trận đấu giao hữu, đó là đối thủ đội tuyển Nhật Bản. Đây cũng là đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Hôm nay, đội tuyển Thái Lan sẽ làm khách của Nhật Bản trong trận giao hữu tranh Toyo Tyrus Cup 2024 trên sân vận động quốc gia Tokyo. Đây cũng là trận ra mắt của huấn luyện viên Masatada Ishii trong vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Masatada Ishii được kỳ vọng sẽ đưa tuyển Thái Lan trở lại mạnh mẽ sau các màn trình diễn kém thuyết phục ở giai đoạn cuối của thời kỳ huấn luyện viên Manu Ponking. Huấn luyện viên người Nhật Bản vốn có kinh nghiệm ở Thái Lan và được đánh giá rất cao. Ông cũng được cho là có triết lý bóng đá phù hợp với các cầu thủ Thái Lan hơn Ponking. Ra mắt đội bóng mới tại quê nhà và so tài với đội bóng quê hương là kỷ niệm không thể tuyệt vời hơn với huấn luyện viên Masatada Ishii. Tuy nhiên, ông sẽ khó tránh khỏi thất bại vì đẳng cấp quá chênh lệch giữa tuyển Thái Lan và tuyển Nhật Bản. Ở trận đấu này, tuyển Nhật Bản sử dụng đội hình không phải mạnh nhất khi hàng loạt những ngôi sao thi đấu tại Anh và Scotland chưa thể về hội quân. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu đương nhiên sẽ sử dụng trận giao hữu với Thái Lan để thử nghiệm cho Asian Cup 2023, đặc biệt khi họ đối đầu với hai đại diện Đông Nam Á là Việt Nam và Indonesia tại vòng chung kết sắp tới. Dù vậy, ngay cả khi dùng đội hình dự bị, tuyển Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn Thái Lan về mọi mặt. Đừng quên, Nhật Bản đã gắn bó và ổn định với huấn luyện viên Hajime Moriyasu suốt 5 năm qua, trong khi Thái Lan mới lần đầu tiên tập trung cùng huấn luyện viên Masatada Ishii. Rất khó cho huấn luyện viên Masatada Ishii tạo ra thay đổi ngay lập tức với quỹ thời gian ngắn như vậy, nhất là khi ông mất hai ngôi sao tấn công hàng đầu của Thái Lan là Chanathip và Dangda. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tất Trần TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.